Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 39. Người đầu tú tài quy y. Chỗ hòa thượng Thủ Hiếu vốn là một căn chòi rơm bên cạnh bãi Tha Ma quang vắng, nhưng người người tới lui cầu gặp hòa thượng không ngớt, và rồi cảnh chòi rơm nhỏ đã biến thành chỗ dân làng tôn sùng. Dân chúng xa gần đều vì hâm mộ mà tới quy y hơn 2.000 người. Trong số đó có một vị tú tài đời Thanh là Cốc Giới Bà. Ông nghe nhiều học rộng, có căn bản quốc học thâm sâu. Ngay đang lúc thời đại văn hóa của mới giao đổi đó mà ông thuộc hạng tú tài không cần ra cửa mà vẫn biết chuyện thiên hạ, nên được người quý trọng, và những người trí thức cũng rất kính nể ông ta. Thường ngày ông đi dạy học, tuy có nghiên cứu Phật pháp nhưng ông chưa nắm vững yếu lĩnh. Ông nghe nói về sự tu trì của hòa thượng nên có ý muốn tìm đến thăm dò, thỉnh điều lợi ích. Hòa thượng bảo cho ông yếu chỉ của việc tu hành cùng pháp môn tâm địa bất lập văn tự. Lãnh nhận lời dạy xong, tâm ông hoan hỷ khâm phục, liền quy y hòa thượng. Dân quốc năm thứ 32, 1943, ông Cốc Giới Ba qua đời với sắc mặt tươi tỉnh như lúc còn sống. Ha ha ha, 闻三摩地所。